Rồi hello bạn, chào mừng bạn đã đến với YouTube channel của Thanh Nguyên con. Thì hôm nay mình có một buổi gặp của một bạn tập đã từng tập Econ về có kết quả gia tăng phát triển chiều cao rất là rõ rệt. Đó, thì mình tới để chia sẻ kết quả với các bạn ha. Thì bạn này là Đức Long, thì em sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em sinh 2005. Ở 2005 em lên được bao nhiêu sang rồi? Em lên được 5 cm. Ừ, 5 sang từ mét nhiêu lên mét nhiêu? Từ mét 6 đến mét 65. Mét 6 lên mét 65 ha. Em tập những cái gì mà em lên được 5 sang đó? Tập những bài tập ở trên YouTube anh đưa ra ấy, video ấy. Giáo án icon rồi cái thứ đúng không? Vâng. Đó thì chủ yếu là tới mình quay đánh dấu lại kết quả thôi ha, chứ thật ra thì tập như thế nào thì cũng chia sẻ nhiều rồi, các bạn chỉ cần bật kênh YouTube của mình lên bài tập thôi. Bạn cho mấy bạn xem bốc giấy hiện tại này. Đó rồi, tập em thấy mệt không em? Thấy khá mệt ạ. Thấy mệt thì em có thể chúc các bạn trong nhóm phát triển chiều cao điều gì không? Mong là các bạn cố gắng rèn luyện thân để phát triển chiều cao. Nói chung là rồi thì mình đây nói chung là đây chỉ là một video kiểu đánh dấu ngắn thế thôi. Đây là tụi mình đang ở tỉnh Tuyên Quang, thì mình thấy bạn này tập giáo án Econ có kết quả, nên là mình cũng inbox mình tới quay lại một cái video phỏng vấn ngắn. Thì nói chung là không có báo trước, kiểu bất ngờ, cho nên là bạn cũng không có sẵn sàng rồi lắm đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, thấy hay thì bấm like và share mọi cho tụi mình nhé. Rồi, tạm biệt bạn.